Ngày hôm nay, chúng ta sẽ học bài 7. What do you like doing? Trong bài 7 của chúng ta sẽ học những từ vựng chỉ sở thích sau. Collect stamp. Take photograph. Play badminton. Fly a kite. Read books. Go hiking. Cook. Play computer games. Trong bài 7, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai mẫu câu hỏi về sở thích. Đó là hai mẫu câu What do you like doing? I like collecting stamps. What's your hobby? I like reading a book. Nào, bây giờ các con hãy cùng cô tìm hiểu xem cụ thể trong phần từ vựng chúng ta sẽ học về những từ vựng nào nhé.